Mèo con đi lạc. Hình như chạy về phía đằng kia rồi. Tiểu Minh, cậu nhìn thấy mèo con chạy ra đây thật hả? Hình như là tớ nhìn thấy vậy. Lạ thật, đi đâu mất rồi? Mèo con mau ra đây đi, anh chị cho em ăn bánh bao thịt. Mèo con ơi, mèo con. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, ở đây này. Đáng yêu quá, mèo con ơi, bố mẹ của em đâu? Chắc nó bị lạc đường. Tội nghiệp quá, hay là chúng ta giữ nó lại đã, rồi đi tìm bố mẹ cho nó. Bố mẹ em đi công tác rồi, em ở nhà ông bà không được nuôi mèo. Nhà tớ cũng không được, vì có chó. Nhưng mẹ Tập về không cho tớ nuôi thú cưng. Không để cho mẹ Tập về nhìn thấy là được mà. Thế chẳng may mẹ Tập về nhìn thấy thì làm thế nào? Mèo con ơi, em phải ngoan nhé. Lỡ mẹ Tập về nhìn thấy em thì em phải giả làm đồ chơi, ngồi im không động đậy. Như vậy thì mới giữ em lại được. Kẹo bông, em thật thông minh. Mèo con ơi, em tên là gì? Thì ra em tên là Mèo à. Vậy anh gọi em là Tiểu Mèo nha. Chào Tiểu Mèo, anh là con đầu to. Con đầu to, con đang làm gì thế? Con đầu to, con ôm cái gì vậy? Mèo hả? Mẹ đã nói là không được nuôi động vật mà, bẩn lắm. Mẹ Tập về ơi, đây không phải mèo thật đâu, là đồ chơi của Kẹo Bông cho con mượn đó. Mẹ xem, nó có biết cử động đâu. Con đồ to, nhà ta không được nuôi thú cưng đâu nhé. Con biết rồi, mẹ Tập về yên tâm đi. Được rồi, tí nữa rửa tay xuống ăn cơm, mẹ đã nấu món canh cá mà con thích ăn đó. Sao mẹ nghe thấy nó kêu vậy? Mẹ ơi, mẹ thấy con học theo có giống không? Mẹ vẫn thấy tiếng kêu ban đầu giống hơn. Suýt thì lộ. Tiểu Mèo, có phải em đói bụng không? Em ngoan ngoãn, ở yên đây, đừng có chạy đi đâu. Anh đi tìm đồ ăn cho. Con đói rồi. Mẹ Tập về nói ăn cơm phải ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng con muốn mang về phòng mình ăn cơ. Không được. Ăn cơm sao có thể chạy đi chạy lại. Con kêu đói cơ mà. Con không ăn cho hẳn hoi là mẹ lấy đi đấy. Đừng mẹ, con ăn mà. Mẹ Tập về ơi, con muốn cao như bố đồn nhỏ thì phải ăn nhiều cơm. Con quyết định để dành túi ăn. Con đồ to tích cực quá, nhưng ăn uống trước khi ngủ không tốt đâu. Ăn luôn bây giờ đi. Ăn hết cá rồi, Tiểu Mèo ăn gì bây giờ? Có cách rồi. Mẹ Tập về ơi, con mang sữa lên uống trước khi ngủ nha. Con trai hôm nay sao thế nhỉ? Tích cực vậy. Đầu to nhà ta lớn rồi. Tiểu Mèo ơi, anh vất vả lắm mới lấy được đó. Em mau ăn đi. Ăn đi. Đừng quấy, để anh ngủ thêm lúc nữa. Con đầu to, dậy đi, dậy thôi.
Mèo con đi lạc tiếp theo. Chào buổi sáng mẹ tập về. Con đồ to, dậy đi thôi. Con đồ to, đây là... Sao thế mẹ tập về? Con mấy tuổi rồi mà còn tè dầm? Để các bạn biết được chắc chắn sẽ chê cười con đó. Đây không phải con tè dầm đâu. Thế thì ai? Là... Xin lỗi mẹ tập về, là con tè dầm. Con hứa từ nay sẽ không thế nữa. Hôm qua Tiểu Meo mới uống được một ít sữa. Không sao, em và Tiểu Minh hàng ngày sẽ mang đồ ăn cho mèo con. Nhưng Tiểu Meo còn tè ra giường nữa. Nếu ngày nào nó cũng thế thì mẹ tập về nhất định sẽ phát hiện ra. Với cả các cậu cũng không thể nào ngày nào cũng mang chăn cho tớ được. Mẹ tớ nói trẻ con mới tè dầm, lớn rồi không tè dầm nữa đâu. Nhưng bây giờ nó còn nhỏ như thế, làm sao mới lớn được? Tớ có cách rồi, các cậu chờ một lát. Tiểu Minh, anh làm gì thế? Anh chỉ muốn cho mèo con ăn nhiều để nó mau lớn thôi. Thế là sẽ không tè dầm nữa. Anh ngốc thế. Dù mèo ăn bao nhiêu thì cũng không thể lớn nhanh như vậy được. Vậy thì làm thế nào? Nếu vậy thì đầu ta không thể nuôi mèo được nữa. Mèo sẽ không có nhà. Có cách rồi, các cậu chờ tớ. Nhìn đi, chính là cái này. Hồi nhỏ chúng ta không tè dầm là nhờ cái này. Ý hay đó. Vậy chúng ta mau đóng bỉm cho mèo con đi. Vẫn là cách của tớ hay nhất. Tiểu Meo ơi, đừng cào. Kẹo bông, mau bắt lấy nó. Tiểu Meo, mau xuống đây. Tiểu Meo ơi, mau xuống đi. Xuống đây, anh cho em ăn bánh bao thịt. Con đồ to, bố mang hoa quả lên này. Sự tình là như vậy. Các con muốn giúp đỡ chú mèo con đi lạc này, anh cũng đồng ý rồi. Trước khi tìm được mẹ, để nó ở tạm nhà ta, được không? Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc chú mèo đáng yêu này. Bố đồ nhỏ thật tốt. Nhưng mèo con không chịu đeo bỉm. Nếu lại tè ra giường thì làm thế nào? Không phải lo, bố có cách. Mèo con biết tự đi vệ sinh rồi. Chú đồ nhỏ ơi, vì sao mèo con lại biết tự vào trong chậu đi vệ sinh ạ? Đây là chậu cát mèo, bên trong có cát cho mèo. Mèo thích dùi phân vào cát, nên chỉ cần con chuẩn bị cho nó cái này, nó sẽ tự đi vệ sinh. Anh biết ngay, em là một bé mèo thông minh mà. Hay quá, em có thể ở nhà anh rồi. Sao vẫn còn tiếng kêu của một con mèo nữa nhỉ? Tiểu Meo, đây là mẹ của em sao? Tốt quá, Tiểu Meo cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi. Nhưng vậy là Tiểu Meo sẽ rời xa con, buồn lắm. Không sao, sau này chúng ta có thể đi thăm nó mà. Em bé được ở bên bố mẹ mới là hạnh phúc nhất. Đúng vậy, cháu vẫn có thể mang bánh bao thịt cho chúng ăn. Tiểu Meo ơi, Tiểu Meo, sau này em đừng đi lạc nữa nhé. Nếu đi lạc thì em đến nhà anh sẽ lại chăm sóc cho em. Tạm biệt mèo con.